Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản đối với các nữ tiếp viên karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh với số tiền thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Võ Minh Quân ở thành phố Tây Ninh và Phạm Ngọc Thủy Tiên ở thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi. Tang vật thu giữ gồm 101 triệu đồng, 28 quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi, 4 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan. Võ Minh Quân và Phạm Ngọc Thủy Tiên thông qua các mối quan hệ xã hội đã lôi kéo dụ dỗ các phụ nữ về làm tiếp viên phục vụ trong quán karaoke, yêu cầu các tiếp viên karaoke phải đến ở nhà cho thuê tháng của gia đình mình. Các nữ tiếp viên khi đến làm việc cho Quân và Tiên phải vay tiền với lãi suất 180% mỗi năm. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Quân, còn Phạm Ngọc Thủy Tiên đang cho tại ngoại vì có con nhỏ.